Dạ vâng, một chiếc xe đời cao mà giá rất là rẻ nhá. Họ xe còn cực kỳ mới luôn. Em quay rất là chi tiết để các bác cảm nhận con xe này nó đẹp như nào. Có màn hình cam hành trình đầy đủ luôn, cam lùi, màn hình Android đa chức năng. Toàn bộ đây táp ly này, các bác này. Có táp ly zin này, mới không ạ? Giá cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có nhô 200 triệu một chút thôi, các bác sở hữu ngay mẫu xe này rồi. Toàn bộ đây. Đó, đinh chốt bản lề các bác nhìn này. Sơn zin này. Toàn bộ những cái này sơn zin này. Và ở đây đinh chốt này có đánh dấu nhà máy nguyên bản này, mới không ạ? Xe đẹp xuất sắc luôn. Có màn hình đầy đủ nhá. Đời cao các bác ạ, đời cao giá rẻ đây. Em quay rất là chi tiết để các bác xem và cảm nhận con xe này còn chất lượng như nào nhá. Bên em thì luôn luôn test thử rất là kỹ nhá. Đó, những cái mẫu xe nhập vào, xe phải đẹp, phải zin, phải xuất sắc luôn các nhá. Nói chung là cái hàng bên em mà nhập vào sự bác là nó phải thực sự chất lượng, thực sự đẹp thì bên em mới nhập vào nhá. Một con xe đời cao, nó sản xuất năm 2017 mà giá chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi các bác nhá. Đã độ lên màn hình này, Android này, đa chức năng này. Có kết hợp cam lùi và cam hành trình. Âm thanh hay, nội thất đẹp. Đây ạ, màn hình đây ạ, cam hành trình các bác nhá. Màn hình độ lên rất đẹp luôn, vừa khít luôn này, đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Từ phần củ số đây, các bác nhìn này, củ số cho em ạ, nó đẹp không ạ? Nó còn rất là mới, vào số vẫn rất là dai các bác nhá. Từ những phần phanh tay đây, nó còn đẹp như thế này cơ mà. Đây là chủ xe dán chống xước các bác nhá. Mình có thể bóc ra thì còn rất là mới. Đây là mẫu xe bản đủ này, có hai túi khí đằng phía trước. Toàn bộ táp lô đây ạ, các bác nhìn, các bác để ý cho em ạ, xem cho em nó còn mới không ạ. Em sẽ quay rất là chi tiết nhá, từ những phần ngóc cách nhỏ nhất luôn để các bác cảm nhận nó đẹp như nào. Ở đây là phần cam hành trình này. Mới lắm các bác ạ. Con xe cực kỳ lành nhá các bác nhá, động cơ có 1.5 thôi. Đó, tiết kiệm nhiên liệu. Cái dòng xe này không nhá. Đó, đây là mẫu xe được mang tên là Chevrolet Avell, sản xuất năm 2017. Đó, động cơ 1.5, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ nhá. Đó, cái dòng xe này thì nhiều bác chưa chơi về xe thì không biết thì em tư vấn luôn nhá. Đó, đầu tiên là con xe, cái dòng xe này là xe của hãng Daewoo. Đó, xe của Hàn Quốc đấy ạ. Đó, sau đó là Daewoo bán về cho Chevrolet nhá, Chevrolet. Đó, nên là tạo lên thương hiệu Chevrolet nhá. Đó, chứ thực chất ra là xe này vẫn là xe Hàn. Đó, bây giờ nó quay sang là Chevrolet thì là gọi là xe của Mỹ nhá. Đó, nên là nó rất là lành luôn. Động cơ có 1.5 thôi. Đó, mẫu xe này là mẫu xe quốc dân đây, phổ thông đây, được khá nhiều bác yêu thích luôn. Đó, mua về các bác có thể chạy taxi dịch vụ thoải mái nhá, tại vì nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và lành xe. Đó, phụ tùng thì cái dòng này thì rất là sẵn luôn ạ. Đó, động cơ 1.5 xăng chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít thôi. Trên 100 cây cả đeo hoa. Phụ tùng thì của dòng này thì cực kỳ nhiều rồi các bác nhá. Và đây ạ, phần keo chỉ này các bác này. Keo chỉ zin này, từ những con ốc còn sáng này. Đó, đinh bấm đây, các bác nhìn đinh bấm cho em ạ. Đó, những cái phần này làm lại rất là khó và làm lại nó sẽ không được thật như này các bác nhá. Đó, đây là nguyên bản này. Quay phải chi tiết như này các bác nhá, để các bác xem trong màn hình, xem trong tivi hoặc là điện thoại có thể chốt đơn được luôn. Tại vì bên em bán rất là nhiều xe. Các bác chỉ cần cọc, hoặc là nếu mà các bác bận các bác cọc em chuyển vào, chuyển đi cho các bác nhá. Đó, chuyển tới nơi. Đây ạ, cánh cửa đây. Keo chỉ zin này. Đẹp xuất sắc luôn. Con này nội thất đẹp các bạn, nội thất màu kem. Nhìn nó rất là sang và đẹp các bác nhá. Toàn bộ đinh chốt này giống nhau này, đẹp này. Có đánh dấu nhà máy này. Và phía sau đấy ạ là lỉ nhá, lỉ nguyên bản này. Chủ xe khá chịu chơi, đầu tư hẳn một cái trần 5D. Đó, rất là thẩm mỹ luôn. Nói chung là bây giờ cái trần 5D này được khá nhiều người ưa thích luôn ạ. Đa số là người ta hay độ trần như vậy các nhá. Nhìn nó đẹp. Nhìn nó sang và nó cách âm tốt hơn. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhá. Đây ạ, phần gương kính chỉnh điện đây. Đầy đủ này. Xe này trang bị gương kính chỉnh điện này, túi khí này, phanh ABS này. Có điều hòa này. Màn hình nhá. Đó. Đây là cam lùi này, cam lùi led căng này. Đó, bè mo này là cam hành trình đây ạ. Đó, đây cái có đầy đủ luôn. Màn hình cảm ứng DVD coi nhá. To đùng luôn. Và chủ xe độ lên rất là đẹp luôn này các bác này.
nhìn nó khá là ngăn nắp luôn. Nói chung là một con xe còn chất lượng như thế này đây, bên em đưa cái mức giá ra là cực kỳ tốt nhá. Đó, chỉ có 216 triệu thôi. 216 triệu là bác có ngay mẫu xe này để đi rồi. Con xe này thì form dáng rất hiện đại luôn các bác ạ, cực kỳ hiện đại luôn đấy ạ. Để bảo là con xe này mà lỗi thời thì khả năng là rất là lâu luôn, khó bị lỗi thời các nhá. Form dáng đẹp, trang bị mâm đúc ở lốp mới cả dàn đây ạ. Phần lốp đây, lốp mới này, mâm đúc này, ở mâm đúc còn chưa cả sơn lại nhá, nguyên bản luôn, quá chất lượng luôn. Đó, đăng kiểm đây ạ. Nói chung là xe đẹp quá nhá, đẹp căng luôn đấy ạ. Với cái tầm tiền khá hợp lý đúng không ạ? Đây em sẽ đóng cánh cửa vào để các bác xem cái form dáng xe nhá. Đó, đây lốp bên này đây cũng mới đồng đều này. Cái dòng xe này thì khá phổ thông thôi. Quay nó phải quay thật chi tiết các bác nhé, để các bác xem cho được thoải mái đúng không ạ. Để đây, đèn sương mù vẫn hoạt động bình thường này. Nói chung là xe là hoạt động ngon lành hết anh nhá. Đèn mới leng keng luôn, đèn cực kỳ mới luôn ạ. Đó, cái form dáng đây các bác nhìn này, form rất là hiện đại luôn, đẹp nhá, rất là nhỏ gọn. Nói chung là form đẹp. Và đây là các bác nhìn ạ, quá đẹp luôn. Đèn đằng sau đây đã độ lên mạn chrome rồi. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết nhá, bằng văn bản đầy đủ luôn cho bác là xe không đâm đụng, không ngập nước. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Đó, đây là cửa hàng em ạ. Cửa hàng em đây, số điện thoại của em kia nhá. Nói chung là các bác mua xe tại salon cửa hàng em thì các bác yên tâm nhá. Giá em đưa ra là bao rút hồ sơ luôn cho các bác ạ, 216 triệu bao rút hồ sơ. Đó, sau đây em mời bác em xem phần cốp ở đồ đằng sau nhá. Máy đang để lỗ đây ạ, máy đang để lỗ rất là êm. Sau lỉ nguyên bản này. Đó, tôn vỏ đây ạ, các bác nhìn này, tôn vỏ nó còn mới như thế này cơ mà. Ở bên dưới đây ạ, phần tôn vỏ các bác nhìn này, các bác nhìn phê luôn. Đó đây, để em quay luôn phần gầm cho bác xem này. Gầm con này thì đẹp lắm. Tại vì xe, con xe này là chủ xe khá giữ xe luôn ạ. Em đến xem xe nó khá ưng luôn, tại vì cái chất lượng con xe này mình đến xem thực tế thì nó cảm thấy nó đẹp hơn. Đó, gương gập điện đầy đủ này. Sau đây em mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Máy im đét nhá. Đây là máy đời mới nhá. Giằng đầu nguyên bản này các này. Đó, cái thế hệ đây là thế hệ máy đời mới này các này. Đó, những cái xe đời mới toàn máy như này luôn các nhá. Đó, máy mới rồi, máy đời mới rồi. Đây là máy zin nguyên bản nhá các bác nhá, máy zin nguyên bản nhưng mà máy đời mới, được chưa? Giằng đầu này các bác nhìn cho em ạ, giằng đầu nguyên bản này, những phần đinh bấm này, đinh tán này, những lỗ lúc trần xe này. Ở lấy va chạm thì những cái phần lỗ này nó sẽ méo và những cái đinh bấm này làm lại thì nó không thực thật như này nhá các bác nhá, được chưa? Cái phần đèn zin này, tất cả cái ắp quy này, những cái phần bình kia nó chạy khá ít luôn nên là nó còn rất là đẹp này. Máy lỗ im đét luôn ạ. Đó, nếu con này xe này để về với nhiên liệu thì nó siêu tiết kiệm rồi các bác nhá, siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi, cực kỳ tiết kiệm luôn đấy ạ. Sau đây em chạy thử để các bác xem nhá, chạy khá ok luôn.
Nói chung là cái tầm tiền này các bác mua về là em thấy khá hợp lý rồi. Giá bên em là bao hồ sơ luôn cho bác. Và lấy luôn coi nhá, và có cam kết cho bác luôn. Đó đây ạ, phần màn hình đây coi nhá. Đầy đủ luôn này. Màn hình kết hợp cam hành trình luôn, là các bác ấn là nó có cam hành trình luôn. Đây em đang chạy thử đây. Đó, đi khá ok luôn ạ. Đó, không thắt dây an toàn nào, tự kêu tự báo luôn nhá. Các bác phải thắt vào thì bắt đầu mới nó mới không báo nữa nhá. Đi khá ok luôn. Tầm tiền khá hợp lý đúng không ạ? Dạ vâng, một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.